Rõ ràng trong câu chuyện về giá thịt gà công nghiệp từ trang trại cho tới bàn ăn, đã có một bàn tay vô hình nào đó đang tác động đến giá và đứng đằng sau, khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi là ai mới thực sự là người được hưởng lợi từ chuỗi giá trị này. Riêng việc giá gà giảm trong thời gian qua, ngoài việc chịu tác động từ COVID-19, việc phát triển đàn quá nóng cũng là nguyên nhân khiến cho cung vượt cầu và khiến cho giá giảm. Thực tế thì từ giữa năm ngoái, khi dịch tả lợn châu Phi khiến tổng đàn lợn giảm mạnh, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra chủ trương phải tăng đàn gia cầm, trong đó có gà, để bù đắp lượng thịt lợn hiện thiếu hụt lúc đó. Cuối năm ngoái, trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, nguồn cung khan hiếm, để đảm bảo ổn định cho nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thịt tại nội địa, trong nhiều giải pháp từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có chủ trương tăng đàn gia cầm để thay thế bớt thịt heo. Thời điểm đó, tỉnh Đồng Nai đã rất tích cực thực hiện chủ trương chung của ngành nông nghiệp. Trước dịch đó, thì cái đàn gà của Đồng Nai khoảng 21 triệu con. Hiện nay đó thì theo cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là tăng phát triển các cái vật nuôi khác để bù đắp vào cái sự thiếu hụt do cái heo nó bị dịch bệnh đó. Thì đàn gà của Đồng Nai hiện nay đã tăng lên đến 24 triệu con, thì tức là so với trước dịch là tăng 3 triệu con, so với tổng đàn là tăng khoảng gần 18%. Vào thời điểm tháng 12 năm ngoái, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã trực tiếp thị sát kiểm tra việc tái đàn heo và đẩy mạnh phát triển đàn gia cầm tại tỉnh Đồng Nai. Thời điểm này, Thứ trưởng Tiến khẳng định việc tăng đàn gia cầm là một chủ trương rất đúng đắn và kịp thời. Ngay từ khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra, từ ngày 1 tháng 2 năm 2019, thì đã tổ chức và chỉ đạo một cách rất quyết liệt là tái cơ cấu ngành chăn nuôi, là tăng gia cầm, tăng tới 13,5%. Như vậy, riêng sản lượng thịt gia cầm đã vượt so với năm 2018 là 150.000 tấn. Lúc đầu chúng tôi cũng có nhiều người cái băn khoăn, nhưng trong lãnh đạo bộ thì cũng sợ là chúng ta không ngại là chúng ta tăng cái sản phẩm lên mà chúng ta sợ khủng hoảng về thị trường. Thì bây giờ chúng ta đã minh chứng rồi. Thì năm nay giá tất cả các sản phẩm chăn nuôi đến bây giờ đang rất là tốt. Thịt gia cầm, trứng gia cầm cũng tương đối. Đặc biệt là thủy cầm năm nay là còn rất là tốt. Cũng chính từ chủ trương này mà theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, đến hết năm ngoái, tổng đàn gia cầm của cả nước đạt 467 triệu con, tăng 14,2% so với năm 2018. Có những địa phương đàn gia cầm tăng trưởng hai con số như Bến Tre tăng gần 40%, Trà Vinh tăng 52%, các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang cũng có đàn gia cầm tăng cao. Cung vượt cầu, tất nhiên hệ quả kéo theo là giá giảm sâu, nhất là giá gà công nghiệp. Lý giải vấn đề trên, thời điểm này, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng tập quán tiêu dùng chưa kịp thay đổi với sự tăng trưởng mạnh về sản lượng của gia cầm. Tổng cái đàn gia cầm chúng ta là hơn 1 triệu tấn sản lượng mà. 437 triệu con mà. Chính vì thế, không một lúc mà bỗng dưng ta chuyển cái cơ cấu từ thịt lợn mà sang những nhóm kia được, một cách 100% theo ý ta được. Bởi vì tiêu dùng nó là thói quen, ta cũng phải tập có thời gian, có tuyên truyền, có chuyển đổi của từng hộ thì nó mới ra được cái thay đổi cái cơ cấu thực phẩm.